Xin chào bà con cô bác đang theo dõi kênh Sống An Nhiên. Bà con thân mến, mỡ ở phần bụng không chỉ là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ mà ngay cả các đấng mày râu cũng hết sức quan ngại và lo lắng. Bởi khi giảm cân thì bà con có thể thấy mỡ ở phần bụng là phần mỡ cứng đầu và khó giảm nhất trong các bộ phận trên cơ thể. Vì vậy, nếu bà con cô bác đang cảm thấy bế tắc vì vùng mỡ này dù đã tập luyện và ăn uống khiêng nghiêm thì hãy cùng tôi áp dụng phương pháp đặc biệt sau đây. Chắc chắn mỡ bụng của bà con sẽ bị đánh tan ngay lập tức. Với công thức giảm mỡ bụng này, bà con chuẩn bị cho tôi một cây nến màu gì cũng được. Một chai dầu ô liu. Tiếp theo là bột quế, bột gừng. Nếu không có bột gừng, bà con có thể dùng gừng tươi và giã nhỏ như tôi cũng được. Nhưng phải là gừng già thì mới có tác dụng cao nhé. Và cuối cùng là một quả chanh. Giờ thì bà con cùng vào bếp thực hiện với tôi nhé. Trước tiên, bà con chuẩn bị cho tôi một cái nạo như thế này. Cái này thì rất là tiện, bình thường tôi hay dùng để nạo rau củ quả. Nhưng hôm nay sẽ là một nguyên liệu đặc biệt hơn, đó là nến. Bình thường chúng ta hay dùng nến để thắp sáng hay cắm trên bánh sinh nhật. Nhưng nếu dùng nến để giảm mỡ bụng thì chắc bà con chưa nghe và chưa thử bao giờ đúng không? Thực tế thì rất nhiều người áp dụng rồi và họ đạt kết quả rất tốt. Chỉ cần bà con kiên trì chút là được. Đầu tiên, bà con cứ cạo nến thành vụn nhỏ như tôi đang thực hiện nhé. Bà con cứ nạo theo chiều cao của nạo. Nạo từng này là đủ rồi. Bước tiếp theo, bà con hãy chuẩn bị một cái nồi, cho thêm nước vào. Sau đó, bà con bỏ bát nến mới nạo vào trong nồi và đun nóng. Bà con để lửa nhỏ, chỉ cần nước nóng là nến sẽ tự chảy ra. Khi nến chảy, bà con dùng đũa hoặc thìa khuấy cho đều, nến chảy nhanh hơn nhé. Tiếp theo, khi nến đã tan ra nước như thế này rồi, bà con bỏ thêm bột quế vào. Bà con nhớ khuấy liên tục và đều tay nha. Quế có mùi thơm, vị cay và thường được dùng để làm thuốc và gia vị trong chế biến thực phẩm. Bột quế chứa một lượng lớn polyphenol. Đây là một hợp chất thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy các liên kết mỡ có trong cơ thể. Sử dụng bột quế trong thức uống hàng ngày sẽ giúp cân nặng của chúng ta được cải thiện. Bên cạnh đó, quế cũng giúp ngăn ngừa béo phì, tăng sức đề kháng và kiểm soát cân nặng hiệu quả đó nha bà con. Bây giờ, bà con cho tiếp gừng vào. Gừng này là gừng tươi mà tôi đã giã nhỏ lúc nãy. Gừng được biết đến là nguyên liệu giúp giảm cân cực an toàn và hiệu quả. Bởi gừng khi tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt da sẽ sinh ra phản ứng nhiệt, đánh tan và giảm sự hình thành mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân tự nhiên. Hơn nữa, một số thành phần sinh học của gừng tươi còn thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động, ngăn ngừa chất béo tích tụ. Chính vì vậy, phương pháp giảm cân này đơn giản được rất nhiều người áp dụng bởi tiết kiệm chi phí, an toàn và đặc biệt hiệu quả với tác dụng đốt cháy mỡ thừa. Bà con tiếp tục khuấy thật đều nhé! Bây giờ thì tôi sẽ vắt thêm nửa quả chanh xuống hỗn hợp này. Chanh thì có tác dụng rất lớn với việc giảm mỡ thừa, nên khi kết hợp với bột quế, gừng và nến sẽ tạo ra một hỗn hợp tự nhiên đánh bay mỡ bụng. Cuối cùng, bà con nhớ cho thêm một giọt dầu ô liu nhé. Dầu ô liu thì đã quá quen thuộc với những người giảm cân, nhưng đó là trong việc ăn uống. Còn nếu dùng dầu ô liu kết hợp với những nguyên liệu khác để massage vùng bụng thì hiệu quả giảm cân còn được tăng lên gấp nhiều lần nữa đấy bà con ạ. Bây giờ, khi hỗn hợp đã đầy đủ, bà con cứ khuấy đều lên nha. Giờ thì tôi sẽ thử trên da tay của mình. Còn khi bà con dùng, nhớ bôi lên vùng mỡ thừa ở bụng nhé. Bà con có thể dùng tay hoặc dùng thìa để lấy hỗn hợp massage trên da khoảng 10 phút cũng được. Còn không thì bà con cứ bôi trực tiếp lên phần mỡ bụng dùng qua màng bọc cuốn lại để các tinh chất có thể thẩm thấu và đánh tan mỡ bụng hiệu quả. Phần còn lại của hỗn hợp khi đun không dùng hết, bà con có thể cất vào bình thủy tinh và sử dụng trong lần tiếp theo. Với công thức đánh tan mỡ bụng bằng nến này, bà con có thể áp dụng đều đặn mỗi ngày một lần. Còn nếu không có thời gian thì một tuần 3 lần sẽ đem lại hiệu quả như mong muốn. Bà con nhớ dùng kiên trì nhé. Cảm ơn bà con đã lắng nghe và theo dõi video. Chúc bà con luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.